Bộ outfit hôm nay em Hương mang đến gồm một em áo len tăm lông cừu màu be siêu xinh và một chiếc quần jean màu xanh cổ điển, ống suông trendy. Em áo len tăm lông cừu với chất vải bao mềm mịn, bao xịn sò, tay dài, cổ trụ ấm áp cho mùa đông. Và ba phiên bản màu sắc cho em áo này, màu be nhẹ nhàng, màu trắng nhã nhặn và màu nâu tây sang chảnh. Áo len lông cừu cao cấp của Megavision sẽ vừa hợp thời trang lại vừa đề cao sự thoải mái, thoáng khí giảm bí bách mặc vô tư cả ngày. Biết thêm với một đôi cao gót và một đôi bút màu nâu cơ bản thì có một diện mạo thật tự tin. Nhấn theo dõi ngay fanpage Megavision để cập nhật được những mẫu thiết kế thời trang mới nhất nha.